Pinkforest.com. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình gia công tiện trên phần mềm Mastercam X9. Thì bước ban đầu các bạn phải tạo cái phôi. Thì các bạn hãy dùng lệnh line để các bạn vẽ đường thẳng lên, thẳng ra chẳng hạn. Cái này mình chọn là 200 chẳng hạn. Nhập. Ok, sau đây mình tiến hành offset. Mình chọn cái hướng offset hoặc là cả hai. Cái mình offset lên 25 lên. Sau mình chọn up lên. Sau đó mình tiến hành nối lại cái đường này. Cái này mình khóa cái đường này. Sau đó mình up lên. Sau cái đường này. Rồi các bạn tiến hành lưu cái file vừa tạo. File đơn giản này. Lưu là 09 nha. Thì để tiến hành cái bước qua đầu tiên vào cái phần lập trình tiện. Các bạn phải tiến hành chọn máy. Thì bước đầu tiên các bạn nhấn vào Machine Type. Các bạn chọn Latte. Latte. Nhấn Default. Default là mặc định. Ở cái mục sau khi các bạn chọn cái trung tâm gia công là tiện, thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái list bao gồm file. Tool setting là cái phần cài đặt dao. Tool setup là cái phần cài đặt phôi và mâm cọc. Thì trong cái phần machine group này, các bạn có thể khi sau khi cái báo dao và phôi, thì các bạn có những cái phương pháp gia công ở phần bên tool bar này. Thứ nhất là round là gia công thô, finish là gia công tinh, thread là tiền ren, groover là tiền rạnh, volut là tool, nhưng contour round là chạy theo đường contour, phay thô theo kiểu contour, dynamic round, dynamic round là chạy theo những cái đường biên dạng thô, phay là tiền mặt phẳng, cắt ốp là tiền cắt đứt, drill là khoan, point là làm dấu, làm điểm. Còn dưới stop model này là cái phần cái kiểu mâm cọc, top manager là quản lý dao, là the top manager là quản lý dao, thư viện dao trên trung tâm gia công. Thì bước đầu tiên các bạn sau khi mà chọn cái máy thì các bạn vào tool setting, tool stock setup,
Cái chỗ này các bạn để mặc định. Các bạn click vào tục setup. Thì cái phần khai báo đầu tiên là cái phần lựa chọn kích thước phôi, để tạo lập kích thước phôi các bạn. Các bạn nhấn vào cái left spin, right spin. Left spin là phôi gá bên trái của mâm cặp, còn right spin là phôi gá bên phải của mâm cặp. Các bạn nhấn vào profile để kích vấn đề điền các thông số của kích thước phôi. Ở cái tab mà geometry này các bạn, thì có các tùy chọn như là make from high point là tạo phôi từ hai điểm. Cái này là OD, này là đường kính phôi. ID là đường kính trong của phôi. Length là chiều dài phôi. User ở đây là cái phần chọn chiều là Z hướng ra hay hướng vào. Thì mình chọn chuyển hướng vào. Cái phần mục Use Margin. Margin này để khai báo lượng dư cho phôi các bạn. Đây, các bạn click vào đây để khai báo lượng dư cho phôi. Còn cái phần preview live power line là cái phần hiện thì khai báo kích thước phôi của các bạn. Mình bạn xem trước của các bạn thì ở đây mình sẽ tiến hành kích vào hai điểm để tạo cái kích thước phôi. Thì ở đây là đường kính ngoài của cái phôi của mình là 50, lúc này mình offset mỗi bên 25, chiều dài là 200, nhưng lúc này mình vẽ. Thì ở đây mình sẽ cái lượng dư hai bên, cái hai bên đường kính á, có nghĩa đường dư phần ngoài mình sẽ để là 2 ly chẳng hạn. Cái phần lượng dư mặt đầu mình cũng để 2 ly. Cái phần left margin là lượng dư bên trái của phôi, ở đây mình để là 60 mm. Các bạn tiến hành xem, kích vào phần xem trước. Các bạn thấy cái phần xem trước của nó, các bạn nhấn vào enter và sau khi chọn xong thì các bạn nhấn ok là xong cái phần cài đặt phôi. Các bạn tiến hành kích xuống phần chắc sao, có nghĩa là phần này là cài đặt mâm cặp cho cái phần gia công tiền của các bạn. Left spine có nghĩa là cái này phôi gá bên cái chọn mâm cặp hướng qua bên trái. Right spine là chọn mâm cặp hướng qua bên phải. Thì các bạn cũng nhấn vào profile để lựa chọn mâm cặp. Lúc này cái bảng cũng như cái phần bên lựa chọn phôi thì cái bảng geometry nó sẽ hiện lên. Thì ở đây ta chọn lại mâm cặp và OD1 là cái này.
chờ tí. Ở cái mục này các bạn tích vào Front Stop. Ở mục clip này bạn cũng click vào. Kích thước gá mông cặp clip lại cái chiều dài kích thước mông cặp gá vào các bạn này. Các bạn thấy nó đo từ cái đít của cái phôi đến cái chỗ gá đầu tiên của cái mông cặp là bao nhiêu? Ở đây mình cho là 30 mm. Các bạn sau khi tiến hành đấy, các bạn nhấn vào OK. Các bạn có thể xem trước như lúc nãy preview latte bold right. Các bạn có thể thấy nó kẹp vào nó. Các bạn có thể chỉnh sửa thành 40. Sau khi cài đặt xong phôi và phần mông cặp, các bạn nhấn vào OK là các bạn đã có một cái phần khai báo phôi cũng như là khai báo mông cặp khi bắt đầu gia công. Các bạn có thể nhìn vào, kích vào cái biểu tượng 3D để để nó hiển thị cái phần đây mình tiền mặt đầu cho các bạn xem để nó hiện lên cái các bạn nhân 01 để lấy tiền thô. Các bạn chọn cái đường biên hướng chạy của nó. Em bảo OK. Bạn chọn dao. Mỗi lần ăn là 0.5. Số lượng dao là 1. Để mình làm thử cho các bạn xem. Các bạn nhấn vào cái phần này để coi hiển thị 3D. Công cụ Very Select Operation. Các bạn sau khi kích vào nó sẽ hiển thị lên. Các bạn nhấn cho nó chạy thử cái tốc độ chạy thử. Các bạn nhân xem nó chạy nào.
bạn cho nó chạy thử lại. Đây là sau khi mình đây là cái video mình hướng dẫn cái phần cơ bản để tạo lập một chu trình tiện trên Matekem X9. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tiện một chi tiết từ đầu đến cuối trên phần mềm Matekem X9. Bao gồm cả phần tiện rạnh, tiện tinh và tiện ren, tiện cắt đứt hoặc là khoan trong một cái chi tiết. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cái bước ban đầu để tạo lập một cái chu trình tiện trên phần mềm Matekem X9. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ để lại comment ở phía dưới để mình giải đáp. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích cho các bạn, nhớ like, subscribe kênh, chia sẻ video để ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Mình xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.